Vào 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 vào, ta là Rồng Mander đây. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Lập Xích Tiki đây. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và tập trước mình đã tiêu diệt được Rồng Mander rồi. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu đi tìm cái thành phố kết thúc ở dưới The End nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy một ít mía trước cái đã, để chúng ta có thể chế tạo được những cái pháo hoa các bạn ơi. Ở đây mình có 22 mía rồi, mình sẽ lấy khoảng 24 mía đi. Sau đó mình sẽ cho hết vào cái bàn chế tạo để đổi ra giấy nha. Đây, sẽ đổi hết ra giấy như thế này. Và sau đó mình sẽ cho thuốc súng vào thôi. Hiện tại thì mình chỉ còn có 4 cái bộ thuốc súng thôi các bạn ơi. Thành ra hơi ít cái pháo hoa một xíu, nhưng mà mình nghĩ chắc cũng không tới nỗi nào đâu. Mình có thể sử dụng 12 cái pháo hoa này một cách tiết kiệm nhất ấy. Rồi tạm thời mình sẽ cho hết vào đây nha. Và giường thì chắc mình sẽ để nhà đi, tại vì xuống The End thì không cần giường đâu các bạn ơi. Ngoài ra mình cần phải nhiêu đây, thuốc có đủ không nhờ? Ok, chắc tầm này thuốc cũng khá là đủ rồi các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ, ui hình như có anh nhân lạc, có anh nhân lạc lang thang này. Ảnh tới cái chỗ mình nữa nè các bạn ơi. Nhưng mà anh làm hư lúa của mình rồi nè. Để coi anh đổi cái gì nha. Anh anh đổi đúng thứ mình cần luôn nè các bạn ơi. Anh đổi thuốc súng nè. Wow, được, để mình lấy một ít emerald để mình mua với ảnh nha. Tự nhiên ảnh lại đây anh đổi emerald luôn chứ. May mắn thật các bạn ơi. Rồi giờ tranh thủ ra đổi với ảnh luôn nha. Đây mình sẽ cho emerald vào và nhấp vô đây. Đấy, mình sẽ lấy khoảng 2 3 4 5 6 7 8. Anh chỉ đổi có 8 cái bộ thuốc súng thôi các bạn ơi. Nhưng mà sao 8 cái là quá là đủ rồi. Giờ mình sẽ vào trong để cất những cái viên emerald không cần sử dụng lại. Và đổi hết ra mấy cái pháo hoa nha. Và pháo hoa thì mình cần phải ráp tay các bạn ơi. Ở đây nó không có hiện cái công thức lên đây. Đây mình sẽ cho giấy lên trước nè. Tiếp theo là cho thuốc súng vào. Búp, được thêm 24 cái pháo hoa nữa. Đã tên. Rồi tầm này là ổn rồi. Mình sẽ cất thêm giấy ở đây, để khi nào tìm được bộ thuốc súng thì mình sẽ chế tạo thêm các bạn ơi. Và những cái hạt giống cũng như lúa này thì mình sẽ cho vô rương. Rồi giờ mình sẽ ngủ một giấc đi, rồi sáng thức dậy mình sẽ cùng nhau đi qua cái cánh cổng kết thúc nha các bạn. Còn bây giờ thì mình ngủ thôi. Ok các bạn ơi, hiện tại thì mình đã dưới The End rồi này. Bây giờ mình sẽ lấy những đồ mà hôm bữa mình chưa kịp lấy về nha. Nhất là cái rương Ender này. Rồi mình sẽ dùng cái cúp mềm mại và đào ra. Rồi sau đó thì mình sẽ đi lên trên và lấy thêm một ít cái ngọc Ender nữa, để chúng ta có thể di chuyển qua những cái đảo bay ở thế giới The End này nha. Đánh anh Enderman nè. Mình sẽ lấy khoảng 2-3 cái ngọc Ender đi các bạn ơi, để cho nó chắc cú ấy. Đây. Mình được một cái ngọc Ender rồi. Cố lên khoảng 3-4 cái là vừa đấy. Hơi khó ra một xíu nha, tại vì hiện tại cái kiếm của mình vẫn chưa có cái dòng nhạc các bạn ơi. Thành ra việc đánh mấy Enderman để rơi ra ngọc Ender thì cũng tỷ lệ hơi thấp một xíu. Không sao đâu, gán farm nhiều là được rồi. Nãy giờ mình đánh 4 cái mà không rơi luôn này. 2-3-4 à. Rồi được 2 cái ngọc rồi nha. Cố lên giờ gán kiếm thêm một cái ngọc nữa là vừa đó các bạn ơi. 1-2-3-4. Kiếm mình đánh 4 hit mấy đai anh Enderman này. Đây. Thì ra cái cổng ở đây nè các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ chồng block để đi lên. Và các bạn lưu ý là đừng có nhìn vào mặt của mấy anh Enderman ấy, nếu không thì mấy anh sẽ giận và đánh mình ấy. Rồi giờ mình sẽ chồng block để đi lên nha. Mình sẽ đứng ở phía dưới như thế này nè. Rồi sau đó thì đập vào lóc đi lên thôi. Và ở bên kia ấy thì rất là nguy hiểm luôn các bạn ơi, tại vì nhiều khi mình lại phóng cái ngọc lại rơi thẳng xuống đi voi ấy, thành ra cũng hên xui lắm. Rồi giờ thì làm liều luôn nha. 1-2-3 búp đó. Ui ghê quá tự nhiên rơi. Xém ném là mình rơi đấy các bạn ơi. Thôi. giật hết cả mình à. May quá các bạn ơi. May mà không rơi thẳng xuống cái devoy ấy. Giờ mình sẽ đập block lên như thế này nè. Và sau đó thì mình sẽ làm cái cầu thang ấy, để chúng ta có thể lên đi xuống các bạn ơi. Đây mình sẽ đặt cầu thang như thế này nè. Để trèo lên trèo xuống cho nó dễ thôi.
Rồi giờ tạm thời thì mình sẽ đi tìm cái thành phố kết thúc nha. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta cần lấy một loại quả về, đó chính là quả, cái này là quả Việt Quất thì phải các bạn ơi. Và ở đây có những cái bông ấy, mình có thể lấy cái bông này về nè, để có thể bông hoa điệp khúc, để chúng ta có thể nhân giống cái cây điệp khúc này lên ấy. Rồi giờ thì mình sẽ trèo lên để lấy thêm ít cái hoa nữa. Và hình như mấy cái loại này thì có thể chế tạo block để xây dựng đó các bạn ơi, cũng rất là hay ấy. Rồi giờ mình sẽ tranh thủ lấy một ít cái hoa về nha. Đây, ủa nó có khá là nhiều nè. À, nó mọc theo cành các bạn ơi. À, đặt ra nè. Rồi tầm này lõm rồi. Ây da. Rồi mình sẽ gán chặt vô đây đi. Rồi tạm thời mình sẽ chặt hết một cái. Nó đổ vô xuống giống như là cây tre đó các bạn ơi. Rất là dễ thu hoạch luôn. Đây mình sẽ chặt nhiều nhiều một xíu nha. Rồi và khi chúng ta ăn cái quả này thì sẽ được dịch chuyển ngẫu nhiên đến một nơi hình như cũng gần gần thôi các bạn ơi. Đây mình sẽ ăn thử luôn trong lúc đói nè. Đứng sâu sâu vô trong một xíu, lỡ nó dịch chuyển mình xuống đi voi thì toi mất. Đó, thấy không nó dịch chuyển mình được một đoạn nè các bạn. Thôi, test hai cái thôi, test nhiều một hồi lại dịch chuyển xuống đi voi thì toi á. Rồi giờ mình sẽ cắm đuốc và đi tìm cái thành phố kết thúc nha. Và theo như mình biết thì có một cái thành phố kết thúc ở gần cái chỗ mình lắm các bạn ơi, khoảng mấy trăm block thôi. Và tọa độ của nó hình như là đây, mình có ghi vô cái cuốn sổ rồi nè. Đây, tọa độ là -576 và 1344 các bạn ơi. Hiện tại thì mình đang ở -450 rồi nè. Vậy là mình cần phải đi về tọa độ ít trước đi. Ok, giờ mình sẽ đi thẳng về tọa độ -576 trước nha. Đây, vậy là cần phải đi thẳng về hướng bên đây nè các bạn ơi. Còn tọa độ Z để cho nó tăng lên thì mình cần phải đi về hướng bên đây. Ồ, vậy là phải đi xéo rồi. À, vậy là phải bắt block đi qua cái đảo bên kia rồi. Ok, giờ mình sẽ bắt block để đi thẳng qua cái đảo bên kia nha. Và ngoài ra thì mình cần phải làm dấu cái đường đi về cái đã. Nãy giờ đi mà quên làm dấu rồi nè. Đó, cắm đuốc lên cho nó sáng một xíu nha. Rồi, tầm này lõm rồi đó. Bây giờ mình sẽ sử dụng mấy cái đá cuội mà hôm bữa mình chưa đặt nè các bạn ơi. Mình sẽ đặt block đi qua bên kia luôn nha, để có thể đi tới cái thành phố kết thúc ấy. Và cái này thì mình cần mở rộng ra một xíu để cho nó an toàn. Thà an toàn là trên hết đó các bạn ơi. Đây, mình sẽ làm một cái cầu đi qua bên kia nha. Ok các bạn ơi, mình đã đi tới bờ bên đây rồi nè. Nãy giờ đặt block mà cũng hơi sợ. Tại vì ở dưới là devoid ấy, nếu rơi xuống dưới là không có cách nào để quay lên đâu các bạn ơi. Và đồ thì sẽ mất hết luôn ấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng về tọa độ hồi nãy thôi. Hiện tại mình đã được tọa độ ít rồi nè. Giờ mình sẽ gán đi về tọa độ Z một xíu nữa thôi. Khoảng vài trăm block nữa thôi các bạn ơi. Và trên đường đi thì để mình coi. Ở đây có rất là nhiều mấy cái cây điệp khúc luôn này. Ở dưới DN thì chỉ có đúng một loại cây này thôi các bạn ơi. Để mình coi. Ồ, và bên đây mình để ý là nó hơi ít enemy nhờ. Hồi nãy cái đảo mình spawn ra ấy. Đó tới rồi nè. Đây là một cái NCT khá là bự nè các bạn ơi. Wow, được nha. Và mình để ý là bên đây thì khá là ít enemy này. Hình như là không có anh nào luôn á. Kìa bên kia có kìa, toi. Có là được rồi. Mình sợ không có ấy, tại vì mình cần enderman để mình farm ít cái ngọc ender để chúng ta có thể an toàn hơn thôi. Tại vì ở đây có một loại quái, đó chính là sucker ấy, để bảo vệ cái thành phố DN này các bạn ơi. Đó, đây mình đã được cái thành tựu thành phố ở cuối trò chơi rồi kìa. Đấy, mình sẽ đánh cái quả cầu này mới được. Đó, quả cầu này sẽ làm chúng ta bay lên lơ lửng nha các bạn, rất là nguy hiểm luôn đấy. Thấy không? Đừng ui, mình quên đem tới cái khiên rồi. Có cái khiên mới được các bạn ơi. Đánh này. Hình như đóng lại thì mấy cái con sucker này khi đóng lại các bạn ơi thì nó sẽ trâu hơn hay sao ấy. Rồi giờ mình sẽ đợi cho hết hiệu ứng đi. Đó, cũng khá là nguy hiểm nha, nhưng mà mình có đôi giày bảo vệ khỏi sát thương khi rơi rồi, thành ra mình cũng không lo cho lắm ấy. Giờ mình sẽ tìm đường đi vô trước cái đã. Đường đi vô đâu ta? À đây, ở dưới này nè các bạn ơi. Đây mình sẽ đào ra một xíu và đi lên từ từ thôi. Đó. Đâu ta? Hình như nó tay le vô đây rồi nè các bạn ơi. Mấy con đó có khả năng tay le ấy. Nó rơi ra cái vỏ sucker sao rồi nè. À, mình được có một cái vỏ sucker rồi nè các bạn ơi. Rồi bây giờ tới chương trình parkour nè. Mình dở nhất là cái chương trình này luôn ấy. Đừng có té nha. Rồi đi từ từ lên thôi, chậm mà chắc các bạn ơi. Đó, đi tình tèn lên như thế này nè. Ok, cố lên. Tên kia là có thể đi ngang rồi đấy. Rồi, ở đây thì có mấy block cũng khá là đẹp nè, mấy block màu tím nè các bạn ơi. Ui. Rồi, thế nào cũng té cho coi.
Ok, tận dụng. Rồi nhưng mà nó đánh nhiều lần thì cũng hơi đau nha các bạn ơi. Không ổn, không ổn. Tranh thủ lúc bay này đánh nó luôn. Đó. Bắn nó đi. Đấy, để có thêm hiệu ứng các bạn ơi. Rồi. Bắn đi. Tranh thủ lúc nó bắn mình sẽ đánh nó nha. Này, đánh nó. Có rơi không? Rơi ra kìa. Một xíu mình sẽ xuống dưới lượm một hải luôn các bạn ơi. Bây giờ thì đi lên trên trước cái đã. Đây. Ui da, ao. Ây da. Vậy là mình đánh một khỏe đi rồi một xíu mình sẽ nhặt sau nha các bạn. Ở đây có một tên nè. Ao. Chắc này chắc mau hộ giáp lắm đây. Tại vì nó cứ cộng dồn hoài ấy. Đánh nè. Mấy tên Suker này cứ tay leo hoài hơi có chịu các bạn nhờ. Giờ mình sẽ bắt cụ xuống đây một xíu. Ây da. Để đánh tên Suker này thôi. Nó tay leo tiếp rồi kìa. Đánh nè. Đặt lóc ở đây. Ao. Ui. Đánh. Nó rơi ra kìa. Và mấy cái nha, bỏ Suker ấy các bạn ơi, chúng ta có thể chế tạo một cái rương mà có thể mang vật phẩm đi theo ấy. Rất là hay luôn. Rồi giờ mình sẽ phóng cái ngọc Ender xuống dưới nha. Đây cành. Dùng số nước cũng được. Ok, giờ mình sẽ mạo hiểm một xíu. Dùng số nước nha các bạn. Cách này thì không đảm bảo 100% đâu. Rồi, dây. Được rồi. Để coi có rớt cái nào xuống dưới không ta. Mấy cái vỏ Suker này rất là hiếm nha các bạn ơi. Ok, hình như không có rớt cái nào xuống dưới hết. Bây giờ mình sẽ đi lên trên nha. Rồi, ở đây còn một con Suker nè. Đánh đi. Sao không đánh ta? Đánh ngươi luôn nè. Rồi, giờ mình sẽ bay tàn tàn lên. Rồi sau khi lên trên ấy, mình sẽ dùng cái ngọc Ender để bám vào tường nha các bạn. Không thôi thì lại rơi ngược xuống nữa. Mình sẽ phóng lên đây đi. Đó, rồi gỡ xuống này. Sau đó mình sẽ đặt vào lốc và đi lên thôi. Đó, vậy thì nó sẽ an toàn hơn. Rồi, cái này là cái slab à. Đặt block lên như thế này. Rồi, giờ thì mình sẽ đi về hướng nào ta? Có mấy con Suker ở ngoài nó bắn hay sao các bạn ơi? Nè, hồi nãy là nó tay le ra bên ngoài ấy. Và ở đây có một con Suker đang canh giữ một cái nhánh khác của cái thành phố nè. Đây, đánh cái ngọc này trước. Rồi, đứng trong đây là an toàn. Không sợ bay lên trời nữa đâu. Dám tay le hả? Rồi, hiện tại thì mình có 3 cái vỏ Suker rồi. Về ba cái vỏ Suker hình như là làm được mới có một cái rương thôi, tại vì hai vỏ mới làm được cái rương Suker các bạn ơi. Con kia nó tay ra ngoài hết trơn rồi. Hay là mình dùng cung ta, không biết dùng cung có bắn được không ta. Ok, để mình xíu mình dùng cung mình thử mình bắn coi có được không nha, tại vì cung thì sát thương nó sẽ gây ra rất là nhiều luôn nha các bạn. Đây dầm sẽ trèo lên như thế này nè. Ở đây có không? Ở đây không có, may quá. Rồi đập ga. Nhảy qua bên đây. Rồi. Đừng ra ngoài. Ra ngoài nó thấy một cái là nó bắn bay tít lên trời là toi á các bạn ơi. Đây, mình sẽ bắn cái tên này trước nè. Mở ra đi. Ui, chúng rồi kìa. Ao. Rồi. Đừng. Cẩn thận, đừng để đánh chúng nha các bạn ơi. Rồi, mình sẽ bắn tên kia nè. Đấy. Vừa bắn và vừa cứ như là phản lại mấy cái quả cầu nữa các bạn ơi. Vậy là khi mà nó đóng lại thì mình bắn sẽ nó không gây ra sát thương các bạn ơi. Bắn nè. Quả cầu chúng ta có thể quỷ bằng cái mũi tên cũng được các bạn ơi. Và hình như nó không rơi ra cái vỏ Suker. Đây nè. Vậy là mình được 4 cái vỏ Suker rồi. Ở đây coi. Có rương không? Đây không có rương rồi. Cái này khá là bự, hy vọng có nhiều rương một xíu các bạn ơi. Ở đây thì thường sẽ có đồ rất là quý giá ấy. Không biết mình có tìm được không nữa. Ok, cố lên. Ở đây còn ba, còn hai con Suker nữa. Đánh gì chắc mau hỏng giáp lắm luôn ấy. Nè, giáp hỏng gần hết rồi này. Mình sợ đi xong chuyến này về chắc mình phải sửa giáp lần hai quá. Rồi, sao đâu. Cố gắng thôi. Đó, và ở đây còn một con nữa đúng không? Bắn nè. Vậy là cần hai mũi tên là có thể kết thúc một con Suker các bạn ơi. Cung thì rất là mạnh luôn nha. Ở trên không biết còn gì không ta, để mình nhìn coi. Ở trên chắc không còn gì đâu các bạn ơi. Ở trên nó nhỏ xíu hà. Thường mấy chỗ bự như vậy thì mới có rương thôi. Giờ mình sẽ rẽ trái một xíu nè. Và ở đây có mấy cái banner dưới địa end. Chắc mình sẽ lấy khoảng 1-2 cái đem về thôi, để kiểu như là đánh dấu là mình đã đi xuống mấy cái thành phố rồi đó các bạn ơi. Đây mình sẽ mình có chịu người ta đánh một xíu là lại tê le à, không cho mình kết thúc luôn ấy. Đánh vậy thì mình hơi khó để em kiểu như là kết liễu hết bộ Suker này và lấy mấy cái vỏ các bạn ơi. Hiện tại thì mình có được 6 cái vỏ rồi. Với một cái này là 6 cái vỏ rồi. Cái gì hồi nãy mình đem theo nhiều sữa một xíu nha.
Nhưng mà không biết đem bao nhiêu sữa thì mới đủ cho cái chuyến đi này nữa, tại vì bọn này đánh liên tục các bạn ơi. Mình sẽ trèo lên trên một xíu nha, để coi coi lên trên càng cao thì để mình dễ quan sát hơn thôi các bạn ơi. Với lại lên đây để mình tìm coi, bên kia là cái tàu kìa. Đó là cái chỗ mình cần đi đến nhất đấy các bạn ơi, tại vì ở đó sẽ có đầu của con Romander ấy. Đây cao quá, cao quá. Và ở đây có mấy cái banner nè, một xíu chắc mình sẽ lấy ở chỗ thấp thấp thôi. Coi coi, chắc giờ qua đây để tìm mấy cái con Sugar spawn ở trên này mới được. Hồi nãy mình đi tới chỗ nào rồi ta? Hình như cái đó mình chưa tới kìa các bạn ơi. Ok, giờ đi qua bển thôi. Chỗ này mình mới đi rồi, quên. Phải đi qua bên kia lại. Rồi giờ tìm đường đi xuống cái đã. Đi lên rồi lại đi xuống các bạn ơi. Bọn này bắn khó chịu vậy ta. Rồi giờ thì tìm đường đi xuống trước cái đã. Vậy là mình cần phải đi về hướng bên đây đúng không? Đó, rồi sau đó rẽ phải đi. Thường thường mấy cái bên trái, bên trái có cái con Sugar kìa. Một xíu mình sẽ quay lại đánh để lấy cái vỏ sau đi. Giờ thì mình cần phải qua bên đây để tìm mấy cái rương trước cái đã. Nãy giờ chưa có cái rương nào hết ấy. Đánh cái quả cầu nè. Đánh nè. Đánh một hồi là nó tê le các bạn ơi. Đợi cho nó mở ra thì mình đánh một phải luôn để cho nó đỡ tê le một xíu. Mở ra hả? Đó, rút kinh nghiệm rồi. Nãy giờ lúc mà nó đóng thì mình đánh nó sẽ tê le chỗ khác các bạn ơi. Thành ra đợi. Nè, có rương nè. Ổn rồi, chỗ này có rương rồi nha. Vậy là mình có thể lấy đồ trong rương gẹp về rồi các bạn ơi. Và mình được bonus thêm một cái rương Ender nữa ấy. Đỡ phải đào hắc diêm thạch cũng như là chế tạo thêm một cái rương ấy. Rồi, giờ thì đợi cho nó rớt xuống và búp. Quên. Búp. Vậy, được 3 kim cương các bạn ơi. Wow, và được 3 vàng và mấy cái hạt giống của dền nè. Một cái mũ bảo vệ khôi vật được bắn. Không tốt cho lắm nha. Mà không thôi kệ đi. Đồ free mà các bạn ơi. Giờ mình sẽ lấy cái cúp mềm mại và lấy luôn cái rương Ender nha. Rồi ngoài ra nếu các bạn muốn trang trí thì có thể lấy những cái android này về để trang trí cũng khá là đẹp này. Nó có thể thay thế cái đuốc cũng được các bạn ơi. Rồi tạm thời thì mình sẽ đi lên đây để đánh nốt mấy con Sugar này về và chế tạo những cái rương thôi nha. Đó, một con rồi. Vậy là còn bên ngoài thôi. Mấy con bên ngoài thì chắc mình đánh sau đi. Còn bây giờ thì đi tìm nốt mấy cái rương còn lại thôi các bạn ơi. Chỗ này mình đi rồi đúng không? Mình sẽ làm dấu bằng một cục đá cội. Chỗ nào đi rồi mình sẽ làm dấu bằng một cục đá cội các bạn ơi. Kìa, nó spawn ở trên các kiểu luôn kìa. Giờ mình chưa có cái cánh cứng ấy, thành ra mình không dám đi ra ngoài các bạn ơi. Sợ rơi ra một cái là thôi luôn ấy, cao lắm luôn, té là gãy chân. Rồi giờ thì trèo lên thôi. Đừng nha. Chạy vô. Rồi giờ đi qua hướng nào ta? Đi qua hướng nào để tìm đồ tiếp nha. Bên đây thì cũng đi rồi. Hay là mình đi lên trên tiếp ta? Hình như trên này mình đi chưa nhờ. Ok, để trèo thử lên trên các bạn ơi. Hình như nãy mình chưa đi lên trên hay sao á. Rồi trèo lên. Để coi. Đây có rương nè, hai cái rương luôn chứ. Wow, boom. 5 viên kim cương nữa các bạn ơi. Vậy là mình tìm được 8 viên kim cương luôn rồi. Một cái yên cưỡi nè. Và một cái quần bảo vệ 4 chầm hỏng 3. Bảo vệ 4 chầm hỏng 3. Vậy là mình có thể ép vào cái quần của mình đây để trở thành cái quần bảo vệ 5 các bạn ơi. Cũng khá là tốt. Ok, tạm ổn. Tiếp theo. Cái này thì chỉ có sát và cái yên cưỡi và một ít cái hạt giống cua dền thôi. Cũng tạm được các bạn ơi. Cũng tạm được thôi. Và trên đây có một con Sugar nè. Ui, không được để nó đánh trúng nha các bạn ơi. Đánh nè. Vậy là con này nãy mình đánh yếu rồi hay sao ấy, đánh một hit là ngõm hết kìa. Và bây giờ thì mình cần phải trèo lên cái này đi. Đó, trèo lên cái tòa thành này tiếp. Mấy cái này nó kiểu như nó hơi rườm rà một xíu các bạn ơi, nhìn không kỹ là có thể bỏ sót bất cứ lúc nào ấy. Rồi giờ mình sẽ trèo lên đây và coi. Trên đây không có rương rồi. Buồn nhờ. Để mình tìm coi. Vậy là chỗ này chắc hết rương rồi đó các bạn ơi. Hết chỗ bự rồi nè. Vậy là bây giờ mình cần phải đi qua tới cái con thuyền thôi. Thuyền bay ấy các bạn ơi. Thuyền bay đâu ta? Để mình qua đây để kiếm chỗ nào cao để dễ nhìn cái thuyền bay cái đã. Thuyền bay hướng nào nhờ? Hồi nãy mình mới thấy cái thuyền bay luôn á. Đây. Các bạn để ý đi. Nó sẽ có một cái chỗ lòi ra như thế này này. Chưa, giờ mình sẽ đi ra lên cao một xíu đi để cho các bạn dễ nhìn nha. Rồi trèo lên đây. Nó có chỗ lòi ra như vậy này. Đấy, đó là cái trụ kiểu như là để bắn cái con thuyền bay qua bên kia các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua hướng bên đây nè. Mình sẽ dùng cái xô nước đi. Đó, nhảy xuống. Bẹp. Rồi đi xuống tiếp. Bẹp.
Ồ, may mà mình có đôi giày bảo vệ khỏi sát thương khi rơi các bạn ơi. Đó, thành ra nó cũng nhận ít sát thương khi mà mình té lắm ấy. Rồi giờ mình sẽ đi lên đây và sử dụng mấy cái cục đá cội để bắt qua bên kia thôi. Và bây giờ thì mình cần đi lên cái chỗ cao cao một xíu. Nhảy qua đây. Ây da, ui tới chỗ này là phải bắt cua nè. Hay là mình bắt cờ lóc đi cho nó dễ. Chứ mình bắt cua dở ẹt à. Rồi, trèo lên đây nè, nhảy qua đây, nhảy qua đây, nhảy qua đây, nhảy qua đây. Đó, đi thành thành. Cẩn thận, không thôi là lại rớt như hồi nãy nữa. Và ở đây không có Enderman để mình farm thêm ngọc Ender, thành ra mình cũng hơi lo nữa các bạn ơi. Không biết một cái ngọc thì mình có bám vô được cái thuyền không nữa. Ở đây còn nhiều mấy con sugar thế ta. Nhiều cực luôn các bạn ơi, nè còn một đống luôn. Tha hồ mà farm. Rồi farm nó ở đây luôn. Chưa xong rồi đó, được 8 cái vỏ sugar rồi cố lên. Ui cho nó bắn mình không trúng để mình bay lên ta, nè trúng cái nè. Rồi giờ thì bay lên thôi. Đây còn nói nhiều khi cũng là bắn lộn nhau các bạn ơi. Cũng lợi cho mình quá nha. Nhiều khi lại bắn lộn, mình chỉ cần last hit thôi các bạn ơi. Đánh nè. Ui da. Ui nãy giờ cái mũ mình hỏng hết phân nữa rồi. Mà không sao đâu, một xíu giờ có gì mình sửa sau cũng được các bạn ơi. Đó, đập ra. Mình hy vọng là nó sẽ không bị hỏng giữa chừng thôi. Ok, đứng vô đây trước đã. Rồi để cho nó bắn tiếp thì mình mới đi lên nha. Ở đây ở đây còn rương nè, còn hai cái rương. Yeah. Rồi, mình sẽ lấy nốt cái vỏ ở đây nha. Nhiều quá. Trắng xó luôn rồi nè. Kiểu như xa quá thì cái mấy quả cầu này cũng sẽ tự phát nổ các bạn ơi. Ở đây có đồ nè. Wow, kim cương được. Wow, 6 viên lần này là 6 viên lận các bạn ơi. Vậy là mình được 14 viên kim cương trong chuyến đi lần này rồi. Một cái quần bảo vệ. Quần này có khá là nhiều dòng bảo vệ nè. Cái quần sắt chắc không cần lấy đâu các bạn nha. Mà không, đây là chuyến đi khám phá mà mình phải lấy hết về để kiểu như là làm kỷ niệm cũng được. Đó, không xài nhưng mà cũng lấy về làm kỷ niệm cũng được mà các bạn. Ui, bên đây thì áo giáp kim cương bảo vệ 3, bảo vệ kho vật được bắn 4. Cũng khá tốt. Và một cây xẻng. Xẻng sửa chữa này các bạn ơi. Wow, nhưng mà đây là xẻng bằng sắt. Phải chi đây là xẻng kim cương thì tốt biết mấy nha. Nhưng mà không sao đâu, dù sao nó cũng có dòng sửa chữa là mình vui rồi. Rồi giờ cắt mấy thứ quý giá vô trong đây nha. Ok, tạm thời là cắt như thế này thôi. Và nhất là mấy cái vỏ nè, nếu không mắc cái vỏ, mấy cái vỏ thì tiếc lắm luôn á các bạn ơi. Yên cửa thì khỏi cắt cũng được. Rồi giờ mình sẽ lấy nốt mấy cái rương trong đây nè. Đó, cũng như là cái rương Ender. Rồi đập ra. Ui bị bay khó chịu vậy ta. Đừng có bắn nữa mà. Thiệt tình luôn á. Cứ bắn hoài à, mình đâu có làm gì đâu mà cứ bắn mình hoài luôn. Rồi giờ rớt xuống rồi lấy nốt cái rương. Chạy. Rồi tìm cái hướng bắn cái con thuyền thôi. Đâu ta. Đây. Mình cần phải đặt block qua tiếp bên kia nha các bạn. Rồi bây giờ mình cần phải đi xuống dưới trước đã. Đây đi xuống dưới như thế này. Ui đau quá. Tranh thủ. Ui đừng nha, mình có đúng một cái ngọc Ender thôi ấy. Bắn cái ngọc Ender mà sai một cái là rơi xuống dưới là không ổn đâu. Rồi giờ tranh thủ đi qua. Lẹ không thôi là dính. Ui. Tới không. Đừng nha. Rồi. Ok, mình đã bám vô đây là ổn rồi đó các bạn ơi. Đó. Ui đừng. Rồi tạm thời thì bám vô đây. Không sợ. Rồi, đứng ở đây núp thôi, đứng ở đây. Ui đừng. Té. Rồi, đi xuống. Ra rồi. An toàn. Ui bên đây còn á. Ui vô đây mà vẫn còn các bạn ơi. Đây là cái con canh giữa cái canh cứng hay sao á. Wow. Ở đây coi. Ở đây có cái vàng ba thuốc nè, mình sẽ lấy hai lọ thuốc cũng như là cái vàng ba thuốc về luôn nha. Đây, lấy cái vàng ba thuốc về. Búp. Rồi. Và ở đây còn mấy con sugar thì một tí mình đánh sao. Giờ kiểm tra trong gương coi có gì nha. Hy vọng sẽ có cái đồ kim cương có dòng sửa chữa nha các bạn. Mình đang rất cần đồ sửa chữa luôn. Rồi. Thanh than. Wow, hai cái kiếm luôn kìa, nhưng mà chỉ kiếm sắt thôi. Búp. Sắt bén 3. Nhặt 2. Wow, nhặt 2 nè. được. Cái quần coi. Boom. Cái quần bảo vệ 3 nhưng mà có trọng ấm 2. Cũng khá tốt các bạn ơi. Ok, tạm thời mình sẽ đặt cái rương Ender xuống nè. Và cho cái quần kim cương vào.
Đó, vậy là được hai cái quần kim cương luôn. Kiếm thì được thêm hai cái kiếm sắt à, nhưng mà chỉ là kiếm bằng sắt thôi. Ở đây là kiếm kim cương thì tốt biết mấy các bạn nha. Còn cái này coi. Boom. Được cái mũ. Hy vọng cái mũ sẽ có sửa chữa nha. Ten ten. Sửa chữa luôn các bạn ơi. Không có đồ kim cương nào có dòng sửa chữa luôn ấy. Thì tình luôn, không có đồ sửa chữa thì nó sao ta, đồ sắt thì nó mau hỏng nó con ơi, với lại nó không có mạnh ấy. Thì tình luôn. Boom. Cái này nhiều nhiều dòng đấy ta. Wow, bảo vệ coi lửa 3 nè, chầm ống 3, bảo vệ 1 và bảo vệ coi sát thương kia rơi 1. Cũng tạm ổn nha. Rồi cái này là buôn sắt bảo vệ 3. Còn cái này là bảo vệ 3 nữa. Tính ra ở đây toàn là dòng bảo vệ 3 thôi các bạn ơi. Và giờ thì chắc mình sẽ cắt cái gì vô ta, cho cái gì vô nhờ, cho cái quần nè. Cho cái ổn với cái quần vô trước đi các bạn ơi. Rồi tạm thời chắc mình sẽ lấy cái cánh cứng một cái nè. Nó đã được cái thành tựu không là không có gì là giới hạn đó các bạn ơi. Vậy là bây giờ mình sẽ có thể bay rồi các bạn ơi. Ten ten vậy có cánh cứng rồi, bây giờ mình có thể bay trở về đó các bạn ơi. Và mình sẽ lấy cái rương Ender rồi quay về nhà nha. Đây, giờ mình sẽ quay về cho các bạn xem luôn. Lần này mình sẽ không đi bộ đâu, mình sẽ bay đấy các bạn ơi. Rồi, giờ thì đi hướng nào ta? Mình quên nữa, mình còn phải lấy cái đầu của rồng Ender nữa các bạn ơi. Ở đây nè, ở phía trước cái con tàu này. Rồi may quá ở dưới là có mấy cái cục Enrock các bạn ơi, thành ra mình cũng không sợ là cái đầu sẽ rơi xuống vực thẳm nữa. Rồi, ui, cẩn thận cẩn thận. Ten ten. Rồi. Giờ mình đã có thể đội được cái đầu rồng ở ở trên đầu luôn rồi kìa. Ten ten. Wow, ta là rồng Ender đây. Rồi, giờ chắc mình sẽ quay về nha các bạn. Hồi nãy mình đi từ hướng nào ta? Mình có cánh chờ rồi bay. Mình sẽ đi theo hướng đuốc nha. Rồi, bay về, bay về. Thích chưa, thích chưa? Hồi nãy đi là cuốc bộ các bạn ơi, nhưng mà bây giờ về là về bằng đường hàng không này. Bay thích chưa kìa. Giờ mình chỉ cần kiếm cái cuốn sách trầm hỏng ấy, cũng như là cuốn sách sửa chữa để ép vào cái cánh là chúng ta có thể bay lượn khắp mọi nơi rồi. Giờ mình sẽ đáp xuống như thế này. Đó. Rồi trèo lên và đi về thôi các bạn ơi. Hình như mình còn đúng một cái ngọc Ender hay sao á. Mình không còn ngọc Ender nào luôn. Vậy là bây giờ mình cần phải farm thêm ngọc Ender rồi. Ok, giờ mình sẽ farm khoảng vài cái ngọc Ender đi, rồi chúng ta sẽ quay về nhà nha các bạn. Ok các bạn ơi, sau khi khám phá thành phố kết thúc thì mình đã mang được đầu rồng cũng như là cánh cứng về rồi. Ngoài ra mình cũng được khuyến mãi thêm 14 viên kim cương nè, một cái nón kim cương, hai cái quần kim cương và một cái áo giáp kim cương và một ít cái đồ sắt thôi. Và mình cũng mang về được cái hoa điệp khúc rồi. Bây giờ mình có thể trồng được cái hoa điệp khúc các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ra bên đây và trồng ít cái hoa điệp khúc luôn nha, để sắp tới chúng ta có thêm những cái block mới để xây dựng ngay. Rồi mình sẽ trồng ở trước cái kho mình luôn. Không biết có được không nữa. Đây, mình sẽ trồng ngay tại này nè. Mình sẽ đặt cái endstone trước. Tại vì cái hoa điệp khúc này chỉ trồng được trên cái đá kết thúc thôi nha các bạn. Đó, mình sẽ đặt xuống đây. Rồi, đợi cho nó phát triển thôi. Sẽ đặt bên đây thêm một cây nữa như thế này. Mình chỉ trồng có hai cây thôi các bạn ơi. Để coi coi nó có phát triển không đã. Nếu trồng đúng cách thì nó sẽ lớn lên đây. Rồi mình sẽ có thêm những cái hoa điệp khúc. Sau đó mình sẽ nhân giống ra sau nha. Rồi, bây giờ chắc mình sẽ vào trong rồi chế tạo thêm ở thứ nữa. Tại vì mình có thêm được những cái vỏ sugar, đó là cái thứ thiết yếu để chúng ta có thể chế tạo được những cái rương sugar các bạn. Rất là tiện để chứa đồ luôn. Đây, mình có được 5 cái rương sugar luôn. Wow. Ngoài ra mình cũng có thể nhuộm hay sao ấy. Bây giờ mình sẽ vào kho để nhuộm cái rương sugar luôn nha. Đây, mình sẽ nhuộm mỗi cái rương ấy là một màu khác nhau để chúng ta có thể dễ phân biệt các bạn. Một cái rương màu nâu nè, một cái rương màu vàng nè, một cái rương màu xanh nè, và một cái rương màu hồng nè, rồi một cái rương màu màu gì nữa ta? Màu xanh nước biển nha, hay là màu đen? Màu đen cũng được ấy, màu đen đi. Bây giờ mình sẽ coi coi. Ở đây không có công thức gì là mình có thể nhuộm bằng tay hay sao này. Đó, màu hồng trước nè, tiếp theo là màu xanh nè. Rồi tiếp theo nữa là màu vàng, kế tiếp là màu nâu và cuối cùng chính là màu đen các bạn ơi. Búp và
Búp về đã có 5 cái rương Suker có những màu sắc khác nhau rồi. Sắp tới mình sẽ farm thêm những cái vỏ Suker ấy để mình có thể chế tạo những cái rương Suker màu khác nữa nha các bạn. Hiện tại thì chỉ 5 màu này thôi nha. Rồi giờ mình sẽ đặt 5 cái xuống coi coi có gì đặc biệt không nha. Rồi giờ mình sẽ đặt xuống ở đâu ta? Đặt xuống đặt đâu ta? Giờ không biết đặt đâu nữa nha. Đặt trong nhà đi. Ok, chắc mình đặt trong nhà đi các bạn ơi. Ồ, đặc biệt nha. Rồi, giờ mình sẽ cái hàm này không biết đủ để đặt không nữa. Một cái nè. Mình mở thì nó sẽ đưa mình lên trên luôn nè các bạn. Hay hay nó xoay xoay nè. Ồ, thích chưa, thích chưa? Wow, đã chưa kìa. Rồi tạm thời thì cắt vô đi nha. Ngoài ra thì mình cần phải enchant cái quyển sách mình nữa để mình tìm được cái dòng trầm hỏng các bạn ơi. Tại vì cánh cứng của mình nó chỉ có vài trăm độ bền thôi, rất là mau hỏng ấy. Bây giờ mình sẽ cố gắng enchant để kiếm cái dòng trầm hỏng nha. Ở đây mình có Luli nè. Hiện tại thì mình chỉ mới có 25 level thôi, hy vọng sẽ đủ để enchant ra cái quyển trầm hỏng nha. Hiệu suất làm trung thành bảo vệ 1. Ok, chắc là lấy cái dòng bảo vệ 1 một xíu mình sẽ reset dòng lại sau các bạn ơi. Sắc bén, sức mạnh, trầm hỏng. Trầm hỏng 1 à. Chắc mình sẽ lấy những dòng trầm hỏng 1 để kết hợp với nhau các bạn ơi. Đánh bật lùi á. Ok, giờ những quyển sách nào mình cứ ép đi một xíu, cái gì mình reset lại sau các bạn ơi. Đó, bỏ vô đây. Bật lùi, sắc bén, bảo vệ 1. Wow, bảo vệ thì hình như không có ép vào cái trầm hỏng 3 nè. Wow. Ok các bạn ơi, như vậy thì mình đã tìm được cái dòng trầm hỏng 3 rồi. Trong thời gian giữa hai tập ấy thì mình sẽ cố gắng AFK để farm thêm thật là nhiều kinh nghiệm. Sau đó mình sẽ enchant quyển sách trầm hỏng 3 và ép vào cái cánh cứng trong cái chuyến đi của mình nha. Đây, cái cánh cứng nào nó chỉ có 432 độ bền thôi. Sắp tới nếu có Mending đây thì mình sẽ cho Mending vào trong cái cánh cứng của mình luôn. Và ok, như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành cái chuyến khám phá thành phố kết thúc rồi. Ở tập sau các bạn muốn mình bắt đầu xây gì ấy thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.